Mời quý vị theo dõi bản tin thế giới đa chiều trên kênh truyền hình Việt Đồng Nai với các thông tin chính. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ nhiệm ông Michel Barnier, 73 tuổi, làm thủ tướng sau gần 3 tháng kể từ cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ mọi mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc khi nước này thông báo tăng thuế đối với các mặt hàng cho Trung Quốc sản xuất. Thưa quý vị, văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua thông báo Tổng thống đã bổ nhiệm ông Michel Barnier, 73 tuổi, làm thủ tướng sau gần 3 tháng kể từ khi nước này tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Macron cho biết tân thủ tướng Michel Barnier được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ thống nhất để phục vụ đất nước và người dân Pháp. Tuyên bố nêu rõ việc bổ nhiệm này diễn ra sau một chu kỳ tham vấn chưa từng có theo hiến pháp, tổng thống đảm bảo thủ tướng và chính phủ tương lai sẽ đáp ứng các điều kiện để hai bên ổn định và đoàn kết nhất có thể. Thông báo bổ nhiệm tân thủ tướng của ông Macron được đưa ra gần 3 tháng sau khi không có đảng nào giành được đa số phiếu tuyệt đối trong cuộc bầu cử trước thời hạn hôm 30 tháng 6. Ông Barnier là nghị sĩ thuộc đảng cánh hữu Những người Cộng hòa, là cựu ủy viên châu Âu phụ trách đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Câu hỏi quan trọng hiện nay là liệu chính phủ của ông Barnier có thể khiến các cải cách được thông qua tại một quốc hội đang chia rẽ sâu sắc hay không. Theo hãng tin Rang24, các đảng của Pháp đã ghi nhận việc bổ nhiệm ông Barnier làm thủ tướng. Trong đó, đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN cho biết sẽ xem xét chương trình nghị sự của tân thủ tướng trước khi quyết định có ủng hộ ông hay không. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan Sinawatra ngày hôm qua nhấn mạnh chính phủ mới sẽ tiếp tục các chính sách của người tiền nhiệm Sreta Thavisin, ngoại trừ một số chi tiết về chương trình ví kỹ thuật số Đề cập đến bản dự thảo tuyên bố chính sách của chính phủ mới, bà Bertoltan khẳng định chính sách do chính phủ tiền nhiệm ban hành sẽ tiếp tục được triển khai, nhưng lưu ý sẽ có một số thay đổi nhỏ liên quan đến ví kỹ thuật số. Bà Bertoltan lưu ý, mặc dù có sự thay đổi ở vị trí thủ tướng, nhưng đảng vì nước Thái vẫn đóng vai trò nồng cốt trong chính phủ liên minh, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục các chính sách thương mại quốc tế được khởi xướng dưới thời cựu thủ tướng Sreta Thavisin. Thủ tướng khẳng định sẽ xem xét đề xuất chính sách từ các đảng khác trong liên minh cầm quyền để hoàn thiện dự thảo tuyên bố Sách sẽ đưa ra tranh luận trước hạ viện từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9. Theo cuộc thăm dò mới nhất của hãng tin NBC, khoảng 50% cử tri trẻ ở Mỹ đang ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris. Cũng theo thăm dò, quan ngại về lạm phát có thể trở thành yếu tố quyết định lá phiếu của cử tri trẻ khi cuộc bầu cử đang đến gần. Ashley Iwa, 21 tuổi, sinh viên của đại học, Olatop cho biết mình tự hào khi là người Mỹ. Theo chị, việc bà Harris tham gia tranh cử đã tạo ra sự thay đổi lớn, không chỉ đối với chị mà còn với nhiều cử tri trẻ khác ở bang chiến địa Georgia. Chị qua nói, Tôi đã nghe thấy ai đó nói tôi rất mong chờ được bỏ phiếu, trong khi trước đó rõ ràng họ không định đi bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Cuộc thăm dò cử tri từ 18 đến 29 tuổi của NBC cho thấy bà Harris đang dẫn trước với 50% cử tri trẻ ủng hộ, trong khi chỉ 34% cử tri trẻ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Rayson Hilda, sinh viên đại học Kennesaw State, là người ủng hộ ông Trump, chia sẻ mình đang gặp khó khăn trong chi tiêu và ông Trump có thể giải quyết vấn đề đó. Anh nói, nhiều người trẻ đang gặp khó khăn và cần giúp đỡ. Ngân sách dành cho thực phẩm ngày càng vừa khả năng, buộc tôi phải chọn những sản phẩm không tên tuổi, phải làm thêm giờ. Chi phí cho xe điện hay xăng đều đắt đỏ. Thể cuộc thăm dò 31% cử tri trẻ cho biết chi phí sinh hoạt và lạm phát đang là vấn đề trong cuộc bầu cử, trong khi 68% cho biết họ phải hoãn lại mục tiêu quan trọng như mua xe hoặc mua nhà do nợ nần. Tôi cảm thấy lo lắng, tôi không nghĩ mình đủ khả năng mua nhà với giá cả hiện nay. Khi nói về, ứng cử viên phó tổng thống, 55% cử tri trẻ trong cuộc thăm dò cảm thấy thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz là sự lựa chọn tốt, 32% các cử tri trẻ cảm thấy tích cực về ông J.D. Vance. Một điều mà sinh viên như Hylia và Iwan đều nhất trí là nên giới hạn tuổi cho người tranh cử tổng thống. 73% cử tri trẻ đồng ý với ý kiến này. Theo cuộc thăm dò nói trên, tôi có thích một người lớn tuổi như bà tôi 78 tuổi điều hành đất nước không? Chắc chắn là không. Ở từ đó bà tôi nên ra bãi biển hay làm bánh cho các cháu. Các cử tri trẻ đang háo hức đi bầu vào tháng 11 tới khi họ biết rằng kết quả bầu cử ở bang chiến địa Georgia sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua cho biết Mỹ nên dỡ bỏ mọi mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trước thông báo của chính quyền Tổng thống Joe Biden về dự kiến tăng thuế đối với các mặt hàng do Trung Quốc sản xuất, bao gồm xe điện. Mỹ dự kiến trong những ngày tới sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi hai lần trì hoãn do xem xét sửa đổi các khoản thuế đối với hàng hóa Trung Quốc được áp dụng dưới thời cựu tổng thống Donald Trump vào 2018-2019. Ban đầu mức thuế là 100%, đối với xe điện, 50% đối với chất bán dẫn và pin mặt trời và 25% đối với pin lithium-ion và khoáng sản quan trọng như thép và nhôm dự kiến có hiệu lực ngày 1 tháng 8. Nhưng văn phòng đại diện thương mại Mỹ hôm 30 tháng 7 trì hoãn thực hiện vì cần thời gian để nghiên cứu hơn 1.100 ý kiến trong ngành. Thời hạn mới là ngày 31 tháng 8 tiếp tục bị trì hoãn sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Rex Sullivan Bắc Kinh hội đàm với các quan chức cấp cao của chủ nhà, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền trong cuộc họp báo hôm qua cho biết việc áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc là thêm dầu vào lửa. Bà Hà nói thêm, Trung Quốc nhiều lần đưa ra phản đối nghiêm túc với Mỹ về vấn đề thuế quan theo 1301. Hiện tại, thuế quan theo 1301 được công bố lần đầu vào năm 2018 áp dụng với khoảng 300 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ. Chính phủ Hà Lan cho biết sẽ tăng chi tiêu quốc phòng trong những năm tới nhằm tăng cường năng lực quân sự sau nhiều năm thắt lưng buộc bụng Cụ thể chi tiêu quốc phòng sẽ tăng 2,4 tỷ euro lên khoảng 24 tỷ euro mỗi năm, tập trung vào đầu tư cho xe tăng, máy bay chiến đấu, tàu chiến, hệ thống phòng không. Gói tăng cường này đưa chi tiêu quốc phòng của Hà Lan đạt mức 2% tổng sản phẩm quốc nội, mà tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương NATO đề ra năm 2006. Hồi tháng 6, thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, người hy vọng sẽ thay thế vị trí của tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mùa hè này, cho biết việc Hà Lan đạt được mục tiêu là tin tốt. Tính cả Hà Lan, 22 trong số 32 quốc gia NATO sẽ đáp ứng mục tiêu 2% chi tiêu cho quốc phòng trong năm nay. Hãng tin AFP ngày hôm qua cho biết Iraq đã đạt được thỏa thuận mua 12 trực thăng chiến đấu đa năng Karakhan H-225M từ hãng hàng không châu Âu là Airbus. Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Tabet al-Abbasi tham dự lễ ký kết thỏa thuận tại Baghdad cùng đại sứ Pháp tại Iraq, Patrick Duren. Ông Arnold Motavo, người đứng đầu bộ phận sản xuất trực thăng của Airbus tại Trung Đông cho biết thỏa thuận H225M sẽ được giao từ đầu năm 2025. Đại sứ Pháp tại Iraq, Patrick Duren cho biết thỏa thuận bắt nguồn từ các cuộc trao đổi giữa Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani. Ông cho biết thêm, Chúng tôi vui mừng vì hôm nay đạt được kết quả điều này sẽ cho phép Iraq tăng cường năng lực của mình và cho phép Iraq củng cố chủ quyền của mình. Pháp triển khai quân đội tại Iraq như một phần của Liên minh quốc tế do Mỹ đứng chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Iraq tuyên bố chiến thắng IS vào cuối năm 2017, nhưng các nhóm cực đoan vẫn hoạt động, thực hiện các cuộc tấn công lễ tẻ. Bà đã hiện đang tìm cách chấm dứt nhiệm vụ của Liên minh và thay thế bằng quan hệ đối tác quân sự song phương với các quốc gia khác với tuyên bố rằng có thể dẫn đầu cuộc chiến chống IS. Phát ngôn viên cảnh sát Andrit Farken, Đức hôm qua cho biết, cảnh sát đã tiêu diệt nghi phạm mang theo súng ở khu vực gần lãnh sự quán Israel ở thành phố Munich, bang Bayern. Ông Farken nói, khoảng 9 giờ sáng, các sĩ quan phát hiện một người mang theo vũ khí, cảnh sát đã báo động và sau đó đấu súng với nghi phạm, và người này đã thiệt mạng. Hiện động cơ của nghi phạm chưa được làm rõ, công tác điều tra đang được tiến hành. Cảnh sát cho biết không có bằng chứng về nghi phạm khác có liên quan vụ việc xảy ra gần lãnh sự quán Israel vào đúng ngày kỷ niệm 52 năm vụ tấn công tại Thế vận hội Olympic Munich 1972, trong đó các chiến binh người Palestine mang mực danh Tháng 9 đen sát hại 11 vận động viên Israel. Bộ Ngoại giao Israel cho biết lãnh sự quán tại Munich đã đóng cửa, dù không có nhân viên nào bị thương trong vụ nổ súng hôm qua. Thưa quý vị, 3 năm sau khi lực lượng Taliban giành lại quyền lực, cuộc sống của người dân Afghanistan thay đổi nhiều mặt. Kinh tế suy thoái do các nước phương Tây ngừng hỗ trợ tài chính, phụ nữ ngày càng đối mặt với nhiều trình lệnh cấm, hệ thống y tế khủng hoảng khiến nhiều trẻ em gặp nguy hiểm. Tổ chức thầy thuốc không biên giới đang duy trì hoạt động tại một bệnh viện ở thành phố Herat, phía tây Afghanistan. Y tế người Nhật Bản Yoshida Sugari cho biết, bình thường một giường dành cho hai người, nhưng có những ngày tới ba người một nằm một giường. Nhiều trẻ em vì thế không được tiếp nhận điều trị. Không đủ tiền trang trải, người dân tìm đến những nơi được chăm sóc miễn phí. Chúng tôi mất khoảng 7-8 tiếng để bến bệnh viện này. Con trai tôi là trẻ sơ sinh, cơ thể rất non nớt làng của anh Ron Ahmad cách Herat khoảng 2 tiếng đi ô tô. Con trai anh mới 6 tháng tuổi, đang bị tiêu chảy và sụp cân. Bác sĩ ở phòng khám gần nhà đề nghị anh đưa bé đến bệnh viện lớn ngay. Nhưng Ahmad cho biết anh không có đủ khả năng chi trả, cũng như chi phí đi lại bằng xe buýt với giá khoảng 6 đô la Mỹ một chiều. Trong quá khứ, anh Ahmad một tháng kiếm được khoảng 100 đô la Mỹ khi làm công nhân bán thời gian nay sau khi mất việc anh quay sang trồng đậu và lúa mì nhưng thu nhập không đủ để nuôi sống gia đình để thay thế sữa bột vợ anh trộn bánh quy với nước cho con anh lo lắng chúng tôi thậm chí không mua nổi đường bốn năm trước điều kiện sống của chúng tôi khá tốt mọi chuyện không như thế này nếu con tôi chết tôi không thiết sống nữa y tá yoshida lo ngại nhiều trẻ em có thể mất mạng nếu không được chăm sóc y tế kịp thời bà chia sẻ diễn tiến bệnh ở trẻ em khác với người lớn tôi nghĩ tỷ lệ trẻ em sống sót sẽ cao hơn khi các em được điều trị càng sớm càng tốt nếu trong một thời gian trẻ em bệnh mới được đưa đến bệnh viện công việc của chúng tôi sẽ khó khăn hơn nhiều phục hồi nền kinh tế đất nước là chìa khóa để cứu sống nhiều trẻ em nhưng afghanistan dưới sự điều hành của lực lượng taliban nền kinh tế còn nhiều khó khăn bởi các nước rút viện trợ áp đặt lệnh cấm vận trong khi đó phụ nữ bị giới hạn trong việc tiếp cận giáo dục được cho là sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nhân viên y tế trong tương lai